Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, truyền chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt 30 tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn vạn sự an lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và sau đây sẽ là nội dung chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Quý vị thân mến, theo tử vi tướng số, mỗi người sinh ra đã mang một số phận, được quyết định phần lớn và bản mệnh. Quả thực bên cạnh những yếu tố bên ngoài thì việc thuộc con giáp nào cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách và cuộc sống của mỗi người. Gần một nửa năm Quý Mão đã đi qua, tuy có những lúc thăng trầm, sa sút trong sự nghiệp, nhưng năm con giáp dưới đây nếu cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn ấy thì đảm bảo qua rằm tháng 6 âm 2023 sẽ ngày càng may mắn. Vận khí tốt lên từng ngày, lộc từ tứ phương đổ về, không nghỉ, danh lợi song thu, giàu nhanh như vũ bão. Vậy những con giáp vượng quý nhân này là những ai? Liệu bạn có nằm trong danh sách này? Mời quý vị hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Con giáp may mắn đầu tiên đó là tuổi Tý. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm. Con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí. Tuổi Tý có tính cách hiền lành, tốt bụng, linh hoạt, nhanh trí. Con giáp này sống khá hòa đồng, không câu nệ, tiểu tiết, bản mệnh được mọi người yêu mến và giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tuổi Tý sống khá thực tế, không ôm các mơ mộng viển vông. Họ lạc quan yêu đời và có khả năng truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Tuổi Tý được xếp vào danh sách những con giáp may mắn trong dịp rằm tháng 6 âm lịch tới đây. Người đang gặp khó khăn có thể lật ngược tình thế và đạt bước thăng tiến trong sự nghiệp. Bản mệnh có cơ hội ra ngoài học tập, mở mang tầm mắt, nhiều cơ hội kiếm tiền tìm đến bản mệnh. Đây có thể là một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái phù hợp với tuổi Tý. Việc nắm bắt các cơ hội giúp tuổi Tý đạt được thành công và có túi tiền dùng rỉnh hơn. Con giáp may mắn thứ hai là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích, thói quen đọc sách báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy tính cách của người tuổi Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Tuổi Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ thường có trí tuệ sắc bén và khả năng nắm bắt thông tin nhanh chóng. Họ thông minh, sáng tạo và có óc phân tích tốt. Điều này giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn. Mặc dù có thể tỏ ra lạc quan và hài hước, con giáp tuổi Tỵ cũng mang trong mình sự kiên nhẫn và quyết tâm. Ngay cả khi gặp khó khăn, con giáp này cũng không phàn nàn, oán trách hay đổ lỗi cho người khác. Họ không dễ bị đánh bại bởi thách thức và sẵn lòng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu đã đề ra. Con giáp tuổi Tỵ rất cầu toàn, làm việc kiên trì, bền bỉ, họ tỉ mỉ, coi trọng tiểu tiết và sự hoàn hảo. Con giáp này giỏi phân tích và giải quyết các vấn đề,
họ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời con giáp này rất tự giác trong công việc. Từ rằm tháng 6 âm lịch, người tuổi này thể hiện được khả năng làm việc xuất sắc, sớm trở thành cánh tay phải của lãnh đạo. Họ nhận được sự tin tưởng, có khả năng thăng tiến trong thời gian tới. Con giáp mang bản mệnh may mắn thứ 3 là tuổi Thân. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Thân giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Những người cầm tinh con khỉ được biết đến là những người thông minh, nhanh nhẹn và biết nhìn xa trông rộng. Khi đã đặt ra mục tiêu nào đó, họ luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu chứ không dễ gì bỏ cuộc giữa chừng. Đa số những người tuổi Thân trong buổi đầu lập nghiệp thường gặp phải muôn vàn khó khăn trở ngại. Tuy nhiên họ là những người bền gan, vững chí, cầu tiến và luôn tự tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình. Từ rằm tháng 6 âm lịch, tài vận của người tuổi Thân rất tốt. Rất có thể họ sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc điều chuyển sang bộ phận khác. Hãy luôn nhớ rằng đường dài mới biết ngựa hay, khó khăn sóng gió cũng là cơ hội để thể hiện tài năng, bản lĩnh của mình. Tiếp theo xin chúc mừng tuổi Mùi. Năm 2023 tiếp tục là một năm vượng khí với những người tuổi Mùi. Bản mệnh được tam hợp cục nâng đỡ và nhiều cát tinh trợ mệnh. Mọi mặt cuộc sống đều có những bước chuyển biến đáng kể. Bạn chỉ cần mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên, thậm chí đổi đời từ đây. Sự nghiệp của người tuổi Mùi trong năm Quý Mão 2023 có dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm. Vì vậy bạn cần tập trung cao độ để nắm bắt cơ hội và bứt phá. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí dù là người mới đi làm hay vừa thay đổi môi trường làm việc cũng nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt nhịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể cùng phát triển. Nếu có ý định tham gia thi cử trong năm nay, bạn sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng. Người làm kinh doanh, buôn bán có thể nhìn ra hướng phát triển mới. Tất nhiên quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại, nhưng bạn nhanh chóng tìm ra phương án khắc phục và gặt hái thành quả đáng mừng. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ngoài việc được khen ngợi sẽ không thể thiếu các khoản thưởng nóng. Cuối năm, bạn có cơ hội thăng tiến, tăng lương xứng đáng với năng lực của mình. Tử vi năm Quý Mão 2023 dự đoán tuổi Mùi nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình, bạn đều đón nhận được niềm vui hạnh phúc từ đối phương. Với người độc thân, bạn dễ dàng gặp được những đối tượng phù hợp về cả hoàn cảnh, tính cách, công việc. Con giáp may mắn cuối cùng là tuổi Tuất. Người tuổi Tuất khá hiền lành, thân thiện và hòa đồng. Người tuổi này tâm tính tốt, không mưu mô, dối trá. Trong công việc, họ thể hiện được tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm. Con giáp này có lòng thương người, dễ đồng cảm với những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Người tuổi Tuất, đặc biệt là người tuổi Tuất sẽ được thần tài phù hộ nên tài lộc dồi dào hơn trước. Năm 2023, phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất khá hanh thông, mọi việc đều thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh nên các kế hoạch và dự định nhanh chóng được hoàn thành một cách suôn sẻ,
dễ dàng hơn. Trong năm nay, bạn có cơ hội gặp gỡ những người bạn, đồng nghiệp tốt, những người đi trước sẵn sàng truyền trao kinh nghiệm để bạn tránh được sai sót trong công việc. Nhờ sự cầu thị và biết lắng nghe, tuổi Tuất được cấp trên tin tưởng, yêu quý. Bạn có nhiều cơ hội vươn lên và thăng tiến. Hãy mạnh mẽ nắm bắt, đừng do dự, kẻo cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Những thuận lợi trong công việc giúp tuổi Tuất có nguồn thu ổn định, tiền trong túi luôn rủng rỉnh, người làm ăn kinh doanh tìm được chỗ đứng trên thị trường, số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một gia tăng. Tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt, khiến bạn tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Với những người có ý định khởi nghiệp cũng nên bắt đầu ngay trong năm nay. Tuy nhiên cần lên kế hoạch cụ thể và rõ ràng, tránh nóng vội mà mắc sai lầm. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng. Nhìn chung, người tuổi Tuất có thể trạng khỏe mạnh trong năm 2023. Mọi sự hanh thông khiến tinh thần của bạn trở nên phấn chấn. Quý vị thân mến, trên đây là những hanh thông về năm con giáp sẽ may mắn gặp phúc lộc trời ban, mọi việc đều thành công thuận lợi trong rằm tháng 6 âm. Tuy nhiên, có con giáp may mắn thì cũng có con giáp sẽ gặp nhiều trắc trở. Đó chính là những con giáp sau đây. Họ sẽ gặp xui xẻo đủ đường, làm ăn thua lỗ, thậm chí khả năng cao trắng tay vào cuối năm. Để biết đó là những bản mệnh nào, mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Bản mệnh đầu tiên gặp nhiều vận đen là tuổi Mão. Trong năm tuổi, vận xui vẫn sẽ tiếp tục đeo bám người tuổi Mão cho tới tận cuối năm nay. Con giáp này phải đối mặt với nhiều tình huống ngoài ý muốn xảy ra nếu tâm lý không đủ vững vàng. Bạn sẽ rất dễ chùn bước và gục ngã. Các mối quan hệ có nhiều xáo trộn. Có những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết, nhưng khi liên quan tới lợi ích cá nhân, đôi bên khó tính phải cạnh tranh trực diện với nhau. Ngoài ra, tài vận của người tuổi Mão cũng có dấu hiệu giảm sút trong 6 tháng cuối năm 2023 này, khi tình trạng phá tài liên tục xảy ra. Theo đó, bạn có thể sẽ phải hao tiền tốn của vì những chuyện không đâu. Vì thế, trước khi đưa ra các kế hoạch đầu tư, dù lớn hay nhỏ, bạn cũng cần hết sức cẩn thận. Dù có khá nhiều thách thức cho người tuổi Mão trong năm nay, nhưng song song đó cũng có tiềm tàng những cơ hội phát triển bản thân. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng làm gì cũng nên cẩn trọng từng bước, tính đoán kỹ lưỡng. Điều quan trọng là chớ nên nóng vội khiến bạn mất cả chỉ lẫn trải. Thứ hai, người tuổi Thìn cũng cần cẩn thận cuối năm. Năm 2023 vốn không phải là một năm suôn sẻ với người tuổi Thìn. Chịu ảnh hưởng từ thái tuế khiến khó khăn tiếp tục bùa vây lên vận trình cuối năm của bạn. Mọi kế hoạch công việc đều có nhiều trở ngại, đặc biệt là trong các công việc mới như tiếp nhận nhiệm vụ mới, mở rộng quy mô, xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Trong năm nay, người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống, thậm chí xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần phải suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài tốn của, dễ thua lỗ. Nửa cuối năm, họ có thể đối mặt với nhiều cạnh tranh lớn, thậm chí là khốc liệt. Hàn tiểu nhân khá lớn, bạn nên tránh để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh đoạt quyền lợi, chia bè, kết phái, trốn công sở mà rước lấy phiền phức không đáng có, gây tổn hại cả về danh tiếng lẫn tiền bạc. Bên cạnh đó thì bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, đề phòng bệnh tật cũ tái phát. Người tuổi Ngọ là bản mệnh xui xẻo tiếp theo. Vận trình của người tuổi Ngọ cũng tiềm ẩn tai họa vào nửa cuối năm. Nếu không hành động cẩn thận thì rất có nguy cơ rước họa lớn vào thân. Thời gian tới bạn được nhắc nhở nên chú ý những phát ngôn của bản thân. Đôi khi bạn nói năng quá tùy tiện, không để ý hoàn cảnh hay đối tượng giao tiếp có thể gây hiểu lầm, mâu thuẫn, tích tụ từ trước rất dễ bùng phát. Với người làm công ăn lương, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc tiến triển khó khăn.
đặc biệt là thời điểm đầu năm, công việc không đạt tiến độ khiến doanh thu của bạn giảm sút, ít người nhận được tiền thưởng nóng hoặc cơ hội tăng lương. Với người làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại. Vì thế, con giáp này cần phải cẩn thận trước mọi lời mời gọi đầu tư của người khác. Đặc biệt nếu đối phương là người bạn không hiểu rõ, bạn dễ dàng sập bẫy nếu nhẹ dạ cả tin, tham mối lời trước mắt. Bản mệnh xui xẻo cuối cùng là người tuổi Sửu. Nửa cuối năm, người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều bất lợi trong quá trình giao tiếp với người khác, dễ làm mất lòng người xung quanh, chuốc họa vào thân. Lời khuyên dành cho bạn là hãy sống hòa nhã và biết ơn hơn. Những người xung quanh sẽ trở thành quý nhân của bạn. Trong công việc, bạn nên học hỏi nhiều hơn từ chính những người có kinh nghiệm xung quanh. Đừng chỉ nghĩ người giỏi ở đâu đó xa vời, đôi khi người bên cạnh lại dạy bạn những kỹ năng mà thường ngày bạn không hề nhận ra. Điều đó sẽ giúp hữu ích cho công việc sau này. Đồng thời, con giáp này trở nên cô độc hơn khi luôn phải đối mặt với mọi thị phi vây quanh một mình. Tâm trạng của bạn cũng vì thế mà cũng trở nên u ám hơn hẳn. Ngoài ra, bạn nên đề phòng có đào hoa sát chiếu mệnh, gây trục trặc trong chuyện tình cảm. Bạn càng cần đề cao cảnh giác khi gặp gỡ người khác phái. Điềm báo cho thấy có thể sẽ có người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của các cặp đôi. Trên đây là những thông tin liên quan đến tử vi con giáp may mắn và xui xẻo trong tháng 6 âm lịch này. Mong rằng sẽ giúp quý vị có cái nhìn tổng quan về vận trình của bản mệnh trong ngày mới, từ đó biết cách cân bằng cuộc sống để đón nhiều vận may, tài lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.